Thưa quý vị, chiều nay, Tổ công tác số 5 của Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thành phố. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Tổ trưởng Tổ công tác số 5 Nguyễn Chí Dũng. Làm việc với Tổ công tác có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng để tăng trưởng, giải quyết việc làm, nâng cao việc sử dụng vốn của nhà nước để phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong quá trình đất nước đang phục hồi kinh tế. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn của Quốc hội, Chính phủ, các ban ngành và các cử tri. Theo đó, mục tiêu cao nhất là đến ngày 30 tháng 1 năm 2023 phải giải ngân 100% vốn của Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, đánh giá cao về tốc độ tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết buổi làm việc nhằm kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời trực tiếp tháo gỡ vướng mắc khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố báo cáo cụ thể tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2022 và những khó khăn của thành phố khi triển khai.